bây giờ Moutinho đã bị che ảnh rồi. Mặt bóng dép đê hoàn hảo đang bị rối rắm một gì thua ca Mourinho anh đi nhé. Đi này. Thắng hay là thua thế đi ơi. Chưa biết được, đang cân kèo. Đây ngay cần lắm. Kèo á? Có ai cả cân kèo? Sao không lại cân được kèo? 12-23. Mà bị không bị mất đường rồi cơ à? Ai là mất đường kìa? Anh lấy cái kính đã. Mẹ, ai giấy ngay vãi liền ra. Kéo là hôm nay tưởng nó thu từ lâu thì cũng chậm thêm đấy chứ. Kinh khủng. Kinh thật. Ghê nè. Quá ghê mà. Lợp đi vào nhà lính. Em phải hiểu cái game này, mình biết bọn này nó kinh khủng thế nào. Đánh nhau 10 ga tiền, 12 mạng. Đây bọn này chơi này được tiền không? Được chứ em. Đầu vẫn là đáy là. À đúng rồi. Thì như Hàn Quốc với kia lọt tốt kiểu bọn những thằng kiếm được nhiều tiền nhất. Đó là ngôi sao hàng đầu đi tới. Những người hàng đầu đúng nào là những người có nhiều tiền nhất. Tất cả các trò nào thế. Em cứ là người giỏi nhất thì đúng. Tốt người giỏi nhất không? Tốt người giỏi nhất. Ôi phi đảo kìa. Em bật cửa đó xong rồi. Rồi.
Kinh khủng. Rất tuyệt vời. Ôi cắm này anh bị làm sao ấy, bây giờ nó không có điện nữa. Em bị cháy trong. Đi bên ơi, anh em thấy điều chi? Thôi chủ nhật đi, việc điều chi gì? Chủ nhật quét nhà đi cái. Em cũng phải biết sao các kiểu. Có nhiều dao không? Nhiều đâu, mày làm cho tao nắc suốt nhỉ? Thôi, mai nó đi kỷ yếu này rồi nó chủ nhật. Hoài làm thế. Mất yếu à, anh? Không có anh đâu. Mười cũng đi. Mai cả phòng. Đi áo đi, mời gì nhạc thế? Mời nó có gì chứ, mời mình không. Chút của hành gấp đôi, phạm lỗi gấp đôi, phạt gấp tẩy. Đứng trước mặt em không hỏi em hỏi anh hỏi khúc cột à? Anh hỏi chai nước của anh ấy. Tự nhiên ăn mình muốn là mình cháy. Đi thôi. Chơi không tốt anh mà. Chơi nghe mà nhau em nói thật lắm rồi. Mà ghét nét cà phê mình sao lại biết ở đây. Mai đi nữa anh không quả em. Chả biết tại sao ăn nhiều chua nó sụp tặng. Làm gì cô ăn, Hùng ăn hết rồi. Đã mà không có tôi mất gì ở trong đấy. Đang đi bạn đi ba à? Bạn ngoài trời. Bạn là nghe anh không ở rồi. Gì không? Không có anh đi có cho anh thời gian không ở phòng. Bạn là có hiểu lắm. Không hiểu bây giờ. Anh ấy về hỏi anh ấy sao? Là bổ đồ. Tí anh ấy về. Mai lớp này chủ không? Có chứ. Bia lúc tập biết.
đâu tao mà anh chủ đâu có mượn dễ nhưng mà bây giờ nào ngược lớp mày ngược. Trường này đâu là văn miếu hoàng thành cũng mấy yên sở cuối cùng là yên sở gì có chuẩn bị gấu không hay là tao chủ hộ chủ hộ con này đi anh chủ chú lại khóc đi kịp bốn nơi cứ thuê mày này thuê mày đồ cái này hơi đều chứ gì giải thích người ta nào hỏi đều hay không được mai lạnh mặc cái này chắc là đủ ấm đấy con gái có vẻ người áo này dày ấy nhỉ áo này cũng vẻ giống như chuyện cái vai dày phết Đức à quanh Đức à Yeah. Chắc đấy anh Quyến. Anh hay phết nhờ, anh đi đâu? Ông đấy như làm ở công ty chứng khoán đúng không? Bữa nay em từ gì nó sang lại đây rồi nữa mà. Tí về thì... Tôi dễ mà về em đánh. Đánh nào luôn. Rồi rồi rồi. Rồi. Sao lại nó bảo đi đâu sợ gì? Em về nó mệt cục tôm. Đấy thử thế nào chứ ngoài ăn để ngoài ăn mì thèm mì quá anh ăn thôi ăn thôi ngoài anh cô bác ăn hoài à anh để em ăn xong rồi anh ăn ba này rồi anh nghỉ luôn đến mùi chứ. Cái gì đây nhỉ? Cung xanh à? Ờ. Anh đi cùng chúng ạ. Ui mà gấu rất xỉu à. Ui dồi ôi. Đi 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 xuống đi xuống đi xuống. Đi. Ba thằng quay là ngu này. Chuyện gì đấy? Đi ăn. Đi ăn á. Đi học đi xem. Biết rồi nè. Đâu có ăn đi không? Bạch mẹ. Chậm chậm nồi rồi nồi đã bìm ra. Boom. Chết chết bao giờ đập cái chỗ nào? Chết. Boom. Chờ bao giờ đập cái chỗ có mặt. Đâu thì mất bạn từ chiều mà từ thế nào mẹ à mình ấn nhầm nhớ phải ấn nhầm mà bấu nhầm này đá này đá xe nam đá đá xe ra đá xe ra đá xe ra đá đồng nhầm đá đồng đi đồng nó đang là đồng với chắc chú luôn đi ra ngoài đấy anh cái gió như thần luôn ba chất lượng nó ô chung một phòng à? Cái gì? Cái gì? Xích vải. Một ô xích cô một phòng. Anh lên đi ơi.
anh về mà bắt đầu vớ vẩn rồi đấy. Thôi anh đi tiếp đi. Anh đi tiếp đi. Cảm giác là River mà có một thằng tiền vệ phòng ngự tốt này.